rất là ít người làm, không còn ai mà làm thế này. Chỉ lại vào cái vật liệu cũng như là kinh tế trong khi người rất là khó khăn. Sau đó là trồng tre hoặc là trồng cây họ tre như là cây ma sạt, cây luồng lên để nó sẽ bền lại. Nhất thiết không mất tiền công, không mất từ vật liệu oxy.